đến ngày 23 tháng 6, số người mắc bệnh bạch hầu tại Đắk Nông đã tăng lên 12 người tại 3 ổ bệnh, trong đó có 2 bệnh nhi trong tình trạng nguy kịch, hơn 1.200 người đang được cách ly. Theo thông tin trưa ngày 23 tháng 6, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, ông Hà Văn Hùng cho biết, trên địa bàn đến nay đã có 12 bệnh nhân mắc bệnh bạch hầu tại 3 ổ bệnh. Cụ thể, tại huyện Krono có 4 ca, Đắk Cà Long 8 ca, 5 ca ở xã Quảng Hòa và 3 ca ở Đắk Cờ Măng. Được biết, đến nay Sở Y tế tỉnh Đắk Nông đã tiến hành các biện pháp cách ly để hạn chế tình trạng dịch bệnh lây lan. Tổng số người thực hiện cách ly tại Đắk Nông là hơn 1.200 người, bao gồm 555 người ở xã Quảng Hòa, 307 người ở xã Đắk Rờ Măng, 400 người ở huyện Krono. Ông Hà Văn Hùng cho biết thêm, trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 2 trường hợp đang có diễn biến nặng. Các bệnh nhân còn lại điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông đều có sức khỏe ổn định. Bệnh bạch hầu tuy là bệnh hiếm gặp nhưng lại rất nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong cao. Đối tượng nhiễm bệnh thường là trẻ em dưới 15 tuổi. Chỉ trong một thời gian ngắn, độc tố của bệnh bạch hầu có thể dẫn đến tử vong cho người bệnh. Đáng nói, đến nay, bệnh bạch hầu vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng bệnh, trẻ em cần được đi tiêm phòng để hạn chế tối đa nguy cơ mắc bệnh. Bên cạnh đó, mọi người cần nắm rõ các triệu chứng của bệnh để kịp thời phát hiện điều trị.